Xin chào các bác. Trên tay em hiện tại là con Vic của hãng Ua nha các bác nhé. Đây là logo và tem của hãng. Đấy, cần này thì giá cũng là tầm trung thôi. Giá của 5H thì cũng khoảng hơn 200, với 6H thì là hơn 300, rất ok. Cần này thì bên em có lóng thay cho các bác nhé. Thực ra thì bán bảo hành cũng được thôi, nhưng mà cũng phải giá lại cao lên một chút, và cái thủ tục lằng nhằng ở trên sàn thì nó lại hơi lằng nhằng và phức tạp, vẫn phải tạo đơn ngoài hoặc là tạo một đơn ở trên sàn để các bác đặt, sau đó là bảo hành. Nếu mà trường hợp mà làm tem bảo hành thì cũng vẫn được, nhưng mà cũng vẫn phải gửi đơn ngoài, nên là bên em sẽ hỗ trợ bán nóng bảo hành cho các bác khi đã mua hàng bên em. Đây, màu sắc chủ đạo của con cần này là màu cam và màu xanh. Đây, 5H và 6H đều là màu này nha. Đây, em đang nói riêng về cái cần Hua Vic 6H này, 5H này. Còn tất nhiên là bên Hua nó sẽ rất là nhiều mẫu cần khác, và các nóng ở bên trong của cần Vic sẽ là lần lượt các màu là màu hồng, sau kế tiếp nóng sát tiếp là màu xanh, sau đó là màu hồng, theo như màu chủ đạo của cần, từng nóng sẽ là từng màu. Đấy, nóng sẵn gọi sẽ là như đây. Đây là sơn của cái đầu nóng thì nó sẽ màu như thế, màu hồng sau màu xanh sau đó lại màu hồng, để chống xé chống toạc nóng. Mấy cái này là thợ phải sơn tay mấy cái vòng đen đen này. Đấy, thợ người ta sẽ phải sơn tay một cái chi tiết nhỏ nhẹ thôi. Còn nếu như mà màu sắc mà cùng một màu thì rất là đơn giản, cho vào máy là sơn là sẽ là xong. Còn thêm một cái màu đen này nữa nó cũng sẽ giúp gia cố chống xé chống toạc hơn. Đấy, và cái này sẽ là phải sơn bằng tay này. Thợ nào mà làm ấu là sẽ sơn hơi loang ra. Cần này theo như cá nhân em nhận xét thì nó sơn rất là chuẩn. Người ta sẽ có một cái bút, người ta đưa từng vòng đầu tiên này. Đấy, cần này thì là 5H thì nó sẽ là ngọn xoay 360, còn đâu 6H thì nó sẽ ngọn to hơn, ngọn 7 màu. 5H thì là phân bố lực 28, còn 6H thì là phân bố lực 19. Đây là con cần 5H. Cần này thì cũng có rãnh chống kẹt, và các rãnh chống kẹt đều được sơn trừ nóng sát ngọn, và ngọn cũng chống bị nước. Đối với dòng Vic này thì nó ra sẽ là ở phần chân của các lóng, phần gốc của các lóng đấy ạ, nó sẽ đều được màu sơn nhảy, giảm tối đa cái chuyện xước. Và hai dòng cần này sẽ đều là vân xoắn. Cá nhân em thấy thì con Vic Hua này giá cả rất là hợp lý, bảo sao mà trên tàu in bên Trung Quốc rất là được nhiều anh em sử dụng, và hiện tại là nó cũng đang được các hãng khác làm màu sắc và hình thức cũng giống như thế. Em không dám nói là hàng fake hay như nào, bởi vì là những cái như ví dụ như mic hoặc là cần mic nhá, nó cũng màu nhảy, màu sắc cũng như thế này, và cũng làm giống y xí nhỉ, nhưng mà nó là mic, và một hãng nữa là King. Thậm chí hai cái dòng cần này cũng King và mic cũng đều được bán rất là nhiều. Theo như bên Hua người ta nhận định là sau khi họ thiết kế ra cái mẫu cần này, tông màu này, thì hai bên King và bên Mic cũng đều làm ra một mẫu cần cũng giống tương tự nhảy, và họ cũng đăng ký quyền chính hãng, thế nên là đăng tên khác. Còn đâu bên Hua thì người ta cũng là đăng ký của bên Hua, nó nổi tiếng lâu rồi, nhưng mà bên các pháp sư Trung Quốc thì lại về cái đăng ký bản quyền này thì nó lại hơi phức tạp một
tí đấy là mình không thể đăng ký được tất cả những cái tên của hãng, người ta tên khác cơ mà. Còn đâu màu sắc thì giống nhau cũng có đâu có thể nào mà cản cấm được. Nên là như ở bên đấy thì là những cái dòng như dòng King thì cũng bán được quá nhiều, thậm chí có khi còn hơn. Nhưng mà đấy là cái câu chuyện của bên đấy. Còn hiện tại ở bên Việt Nam thì cũng chỉ có dòng Vick này thôi, và nó cũng rất là chắc chắn, ok. Đấy, các bác thích câu cảm giác thì các bác dùng con 5H, còn sàn hàng một chút thì sẽ là 6H. Còn để mà đánh bạo lực hẳn hoặc lục đầu cần hoặc là cao cấp hơn một tí thì tất nhiên là phải dùng dòng cần đắt tiền hơn một chút. Chứ còn đâu bây giờ mà đổi với giữa cái cần hơn 200 mà đổi với cái chất lượng của loại phái như thế này như thế kia thì hơi khó. Đấy là thực tế là như thế. Còn đâu đây là em nội qua thôi, chứ còn đâu đây là em nhập về bán, nhập số lượng về bán. Còn đâu các dòng cần nói chung, nếu mà để mà cảm nhận chất lượng tốt hay không thì các bạn câu trực tiếp sẽ biết hơn em. Thì em chỉ là người bán thôi. Còn như cá nhân em hay cầm cần và cũng sang trực tiếp bên xưởng thì thấy là đối với những cái dòng cần mà tốt thì là nó sẽ là các cái lóng ở trong này sẽ rất là trơn mượt kiểu như thế này. Và con này thì là giá cả cũng so với cái giá thành này nó rất là hợp lý. Còn đắt hơn thì nó sẽ này nó sẽ mịn hơn một chút, và tất nhiên đâu nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Và khi các bác mà sờ này nó rất là mịn. Còn nếu mà để mà nói là chất lượng hẳn luôn thì các cái phần ở nhảy nó sẽ rất là mau. Cái này thì sẽ nói ở các cái video sau về các cái chất lượng của phôi cần. Bởi vì là video này thì hơi dài rồi. Chất lượng của phôi cần em thì em không làm về tiện theo kiểu như là đốt hay là như nào đấy, vì em không hiểu là đốt nó sẽ ra như nào. Vì mình như theo cảm nhận của cá nhân em thấy là nếu như mà quần áo mình mặc này mà đốt thì nó cũng cháy như nhau, đắt tiền hay rẻ tiền nó cũng đều cháy như nhau. Còn đâu như theo cái cảm nhận của em, để mà lỡi mà một cái chất lượng tốt hay không thì mình lại phải sờ và cảm nhận. Xin chào các bác, hẹn các bác ở các video sau.